Cái quan trọng là chuyện này bất vụ lợi. Tới ngày hôm nay cũng chưa có sinh ai sen nào, cũng chưa có tạo nghiệp. Vì Bồ Tát xuống trần rất là sợ nhân. Chúng sanh thì sợ quả, mình rất là sợ nhân, cho nên mình không có gieo duyên về tiền bạc. Có sức nhiều làm nhiều trong khả năng của mình. Vì kiếp này kiếp cuối, không không có trở lại quả địa cầu nữa. Rồi những hành tinh khác á, cha sẽ cần khi nó kiệt này đi những cái nơi khác, họ cũng là chúng sanh. Nó tới 3.000 loại người sống khác hơn loại người này. Chỉ có loại người này á, là vì có duyên mình ở quả địa cầu này, mình nửa sướng nửa khổ. Ai muốn thành Phật, ai muốn thành Bồ Tát phải chấp nhận xuống quả địa cầu này, phải mang bệnh tật, phải mang đói nghèo thì mới mau đắc quả về. Cho nên tất cả những vị mà đắc quả mà thành Phật đều phải qua cái trái đất này. Trái đất này giống như một cái nơi mà thao trường rất là khó. Tại vì khi xuống trần á, 10 vị tiên xuống đây, bây giờ mấy vị đó chỉ có một hai người còn còn làm được đúng cái nhiệm vụ khi mà rời khỏi thiên đình á. Chào Phật nha, chào Thượng Đế nha, tôi xuống, tôi xà xuống trần, tôi đầu thai nha, tôi nhất định sẽ hoàn thành xong sứ mệnh. Nhưng mà 10 ông xà xuống, 7 ông á là làm sai. Không phải ai xuống đây cũng làm sai, tiên nữ cũng vậy. Những cái người mà mình biết ở cõi trời không á, là đa số họ có sắc diện phi thường, đẹp, thông minh, nhất là mấy đứa ca sĩ đó. Nhưng mà xuống đây nhìn bây giờ nhìn Trấn Thành hay là Hoài Linh hay là Đàm Vĩnh Hưng, nó cũng ở trên trời xuống, nhưng mà thả nó ở chung với cái đám quỷ Việt Nam mà nó cũng thành quỷ, bây giờ thành quỷ nó đâu có cố tình đóng cái phim mà Thiên Địa Hội là cứu nước Việt. Thiên Hội đâu có liên quan gì nước Việt. Hồi xưa là Việt Minh mình phải không, cái lịch sử đó nó không có chịu, mà bây giờ nó đóng phim rồi, thân bại danh liệt hết. Nhưng mà không sao đâu, về mốt về tao giúp mày. Tức là ở một cái nước Việt Nam, một cái tiếng nói thật sự không có. Họ phải làm theo những gì ở đằng sau lưng biểu phải làm. Không làm là không được nổi tiếng, không làm là không được đi ca. Chịu nào. Bữa nay cảm kích nhất là khi đi qua cái tượng vị anh hùng chiến thắng. Thì đi ngang qua đó thấy có cái tượng của Đức Phật thầy tè. Ngày đó tên là Đoàn Minh Huyên. Phải không chú kẹt? Đúng rồi. Thì cái ngày kỷ niệm của ông đó là 12 tháng 8 mỗi năm. Gì là bác cũng ở miền Tây Hòa Hảo hả? Nhưng mà nhà tôi là đang cúng kỷ niệm đó hàng năm. Ồ vậy à. Khi con nói chuyện á, con không có nghĩ về, cũng biết là Hòa Hảo là cũng gốc của sư phụ. Nhưng mà có cái là đó là Đức Phật thầy là người của chúng sanh Chung hết, chung thế giới. Nhưng Ngài đâu có lo cho riêng nước Việt đâu, đúng rồi. Ngài lo cả thế giới này mà. Nhưng mà theo cái gia phả của nhà tôi á, ông đó là ông cố của tôi. Cố hả? Mình nói xác phàm thôi. Thì xác phàm, mình tôi nói cái gia phả xác phàm Dạ. là ông cố Đoàn Minh Huyên. Để tôi nói rõ Đoàn Minh Huyên tôi là bắt đầu. À, nhà tôi sư phụ có đứa cháu của sư phụ ngồi đây. Tức là kêu đức thầy mà ông cố hả? Trời ơi, dữ dằn ta. Vậy thôi mình làm anh em được rồi. Đấy, con là đệ tử của đức thầy mà. Không có ổng con cũng hoàn toàn là không có hiểu cái gì hết trơn á. Ngày đầu tiên đức thầy ổng ký đâu, Là con không có được đi tu. mỗi năm cứ 12 tháng 8 là nhà tôi đều làm đám giỗ, làm kỷ niệm. Hồi xưa tính Kỷ đi niệm của tu cái đức cố mình thầy. thôi, chứ không phải là kỷ niệm của Đức Phật Thầy. Tại ông là người của chúng sanh mà, mình là sắc phàm. Thì đây là cái sắc phàm của ông, là lúc đó là ông chưa đắc đạo, là ông là như vậy. Cho nên tôi thấy tôi mừng chứ. Nhà tôi cũng có cái hình giống vậy đó, giống hình vậy. Nhưng mà ít nhiều á, trong trong ngũ đại truyền thừa, từ Phật Thầy Tây An về Sư Giải Bán Khoai, Đức Huỳnh Phú Sổ là cái xác phàm cuối cùng, tức là ông phải qua năm cái xác.
Mà cái xác đầu tiên ở ngoài miền Bắc nước Việt là cách đây 1000 thời nào ta, thời nhà Mạc hả? Chính Nguyễn Văn Chanh á, là ông Nguyễn Minh Khiêm. Là cũng là đức thầy đúng không? Là cũng là một người hết à, chứ không phải là hai người. Nhưng mà cuối cùng rồi á, đức thầy có một thằng đệ tử hôm nay mang sắc phàm lên để mà nói lên những cái gì truyền thừa của sư phụ dạy. Thì cho nên ít nhiều á là đức thầy cũng là vui á, có một thằng đệ tử. Vậy là tôi với chú Kim có duyên phải không? Có duyên. Đúng ra tất cả những người hòa hảo á là đều phải kêu mình bằng huynh á. Hôm nay lúc này mới hay. Gọi cho bác vô đây chụp đi. Để bác ngồi duyên, có duyên gặp gỡ. Rồi bác ngồi đây nè, bác ngồi đây nè. Rồi bác ngồi đây chụp hình đi. Thì tất cả những tín đồ hòa hảo á, là phải kêu mình là đệ. Mấy bác như là bác cao đồ, bác nữa là huynh. Đúng không? Tại cùng là sư phụ hết. Dạ. Cho nên những người tín đồ hòa hảo mà gọi là lớn tuổi á, mình sư phụ gọi là huynh. Cho nên tất cả họ thiên mấy con mà gọi là sư thúc, phải không? Sư bác à. Đây cũng là đệ tử đức thầy, trên cái danh hiệu thôi. Thầy sư phụ cũng là đệ tử của ngài mà. Cái đó không phải là mình nói mình để mình làm cái gì, nhưng mà đây là thực sự khi tôi đi ngang qua, tôi có nói với cháu này nãy. Nãy đi ngang qua có nói với cháu này, giải thích cho nó hiểu. Biết rồi, tại cái tượng đó là tượng cũ. Tượng cũ. À, nhưng mà hồi xưa làm là Đức Phật Thầy Tên. Nhưng mà đúng ra đó, đúng ra nếu mà làm á, tại vì trong những cái thời gian 5-10 năm nay á, khi mà sư phụ hiện về đó, sư phụ hiện theo cái hình chân dung của Đức Quỳnh Phú Sổ, chứ không phải sư phụ không có hiện cái hình râu dài. Tại con nói chuyện sư phụ bằng những cái hình thức, nhưng mà có những lúc mà sư phụ mà hiện thân ra để mà mặt nói chuyện á, là bằng cái hình của cuối cùng á, cái hình người thanh niên trẻ đó, tóc ngắn á, thì đúng là mình phải thờ cái tượng, mình làm cái tượng đó thay vì mình làm cái tượng của Đức Phật Thầy Đang cũng được. Thầy cũng là một người thôi, nhưng phải được mấy cái tượng mà hồi vô nhà bàn để làm ruộng trong đó mới tốt phải không thầy? Con không có rành nhiều hảo mấy, nhưng mà những năm đầu mà còn bập bẹ về tâm linh với bập bẹ về đời á, rồi nước Việt sắm cơ rồi đó, Đức Thầy là người dìu dắt đầu tiên. Đức Thầy là người đưa nói lên cái dấu thiên tâm này sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo. Đức Thầy là người cho những cái bài sấm cơ mà bây giờ trên mạng nói đó. Thì đứa nào đọc cái bài thử nghiệm sấm thiên thời trước, có phân rành lúc được lúc thua, chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cạo chọc thầy chùa để râu, đó là bài người sấm cơ của Đức Thầy đó. Trong đó có câu, trong cái bài đó Đức Thầy có nói thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, mà cách đây hàng năm 70 năm làm gì có đạo thiên tâm, mà Đức Thầy có nói hôm nay mà thiên tâm nhân là những đứa mà con họ thiên đó mà không đọc kinh đó là khó qua được cái sàng lọc. Thì con đọc cái bài sấm cơ đi, con bấm cái bài thử nghiệm sấm thiên ngày trước trên máy nữa nào có. À, phân rành lúc được lúc thua, chừng nào tên ngốc làm vua đó, mấy con đọc chừng phút này cho hù nghĩ mệt một chút. Sư phụ cho con có câu hỏi, mà bạn con nhờ con hỏi, bạn con thì đang theo đạo của Phật Thầy Tây An đó, bây giờ thì sư vô đạo Trung Tâm thì có nên giữ luôn hay là ở đạo nào cứ nên giữ đúng đạo đó. Đức Thầy dạy đạo nào thì giữ đúng đạo đó. Còn thiên tâm á, để khi nào Đức Thầy xuất hiện, ngài sẽ nói về thiên tâm, thì lúc đó ngài sẽ ấn chứng. Còn bây giờ á, mình phải giữ cho đúng. Tại vì cũng giống như đệ tử là mẹ, không muốn đứa con mình đi ra chòm chòm ở ngoài cái cầu để sợ nó té. Còn đừng ra đó nghe, ở dưới có mình phải hù thêm chút, có con ma đó, con đừng có ra đó té.
cũng giống kiểu như cái ông nhậu mà nói đầu với phao câu á mà nít không được ăn vậy đó, đại khái thì những vị thầy đều là làm như vậy, cả đạo Phật cũng vậy, để cho giữ cái đệ tử của mình đừng có đi lung tung đạo, thì đang là đạo hòa hảo thì cứ nên giữ đạo hòa hảo. Thì cũng được thôi, nhưng mà nên cũng phải đại khái là phải giữ hai. Đạo Thiên Tâm là của thế giới, còn đạo cũ mà ngày xưa mà Đức Thầy làm á, là giống như để có một cái một để nói lên cái thời của Hội Long Hoa, nói lên cái thời tận thế này. Nhưng mà từ đó tới ngày hôm nay là hàng trăm năm, thì bây giờ đã qua tới 100 năm rồi, mình là giống như là 99 năm rồi, đúng không? Mình đã trải qua 99 năm sấm cơ rồi, thì chỉ là năm cuối thôi thì đạo Thiên Tâm ra đời. Cũng giống như ngày xưa chúng ta đi vượt biên, một chiếc thuyền lớn đậu ở ngoài gần Phú Quốc, còn bao nhiêu xuồng, bao nhiêu vỏ giọt, bao nhiêu ghe tâm bản đưa người vượt biên ra vậy đó. Thì tất cả các đạo là giống vậy. Thì hôm nay cái đạo Thiên Tâm lập ra là do chánh đạo, là do con của Thiên Thượng Chuyển Lưng Thánh Dương, tức là Kiệt, con 112 người con của cha lập ra là chánh đạo. Là khi mà cái hệ thống truyền thừa trên trời á, thì hội đồng chư Phật, Thiên Long Bát Bộ và tất cả những vị thần đều gia hộ dấu Thiên Tâm. Nó màu nhiệm rất là, nó có cái quy lực rất là lớn, lớn hơn cả công giáo, hơn cả tất cả các đạo trên thế giới. Rồi đạo trời, pháp Phật, tức là mình chỉ thờ có cha là Thượng Đế thôi. Thì thằng Hồi giáo, Allah là cha, công giáo là Thượng Đế, tức là cha của Chúa Giê-xu cũng là cha. Ấn Độ giáo cũng là cha, sau này cũng tất cả đều là thờ Thượng Đế hết, là cũng giống như đạo Thiên Tâm chúng ta. Nhưng mà muốn cho thoát luân hồi sinh tử thì mình phải học cái pháp, một cái công thức, tức nghĩa là mình phải học cái công thức của Phật thì mới thoát luân hồi sinh tử được. Thờ thì khác, cho nên Phật không phải là giáo chủ. Phật nói ta thành Phật trước, các ngươi thành Phật sau. Nhưng đạo Thiên Tâm chúng ta có giáo chủ, Thiên Tấn Kiệt này là giáo chủ đời thứ hai, Phật Di Lặc là giáo chủ đời thứ nhất, chưa xuất hiện nha, sắp sửa xuất hiện. Sau khi Thiên Tấn Kiệt này về trời sẽ có Phật Di Lặc đời thứ ba, rồi hết Phật Di Lặc đời thứ ba 100 năm sau, khoảng năm 2300 đi, sẽ có Di Lặc đời thứ tư, Di Lặc đời thứ năm. Cái hệ thống truyền thừa y như kiểu mà Vít Tây Căng vậy, bên Đức Giáo Hoàng vậy đó. Dạ, như vậy bạn con hiện giờ đang theo Đông Giáo Thiên Tâm và thờ cha mẹ luôn. Cũng được, đâu có sao. Nhưng mà đừng có bỏ bàn thờ bên Bửu Sơn Kiều Hương nha. Vẫn giữ. Vẫn giữ. Dạ. Vẫn giữ. Vẫn trì mấy thời. Đúng, y như thời. Vậy. Dạ. Cái tu tập là cũng giống như mình ăn cái gì hợp với trong cơ thể mình vậy đó. Miễn sao mình hiền là quan trọng. Dạ. Tu hiền đi. Giờ kinh của Bửu Sơn Kiều Hương này, kinh của Hòa Hảo, miễn sao cái tâm của mình an lạc, đó là tu rồi. Còn về đấng tối cao mình thờ thêm Thiên Tâm, thêm cha nữa, rồi mình có Đức Thầy nữa là tốt thêm chứ đâu có gì đâu. Đạo Phật thì cũng từng nói như vậy, cứ thờ Phật Thích Ca, cứ thờ Phật A Di Đà. Tại chuyện này từng tiếp xúc với mấy vị đó mà, là giảng sanh là có thiệt. Nhưng mà mấy ông thầy già không ai mà giảng sanh, thì Phật tử làm sao giảng sanh. Thì thêm biết thêm Thượng Đế là cọp thêm cánh, là đạo Phật. Mà họ không có hiểu, họ bị chấp ấy. Họ bị quá chấp đi, cho nên những cái gì họ mong cầu sẽ không bao giờ đạt được. Đi tàu bằng luôn thúng, bằng thúng. Trời ơi, hôm nay ông gan ta không đi bằng thúng mà qua tới Philippines, tự đi từ đâu? Đi tìm em đi bây giờ. Thúng nhưng mà nước nó có vô cái mà thúng mình lắc được ha. Không,
không có gì. Phải có bảo, phải có đồ để mà gánh. Rồi đi bằng đúng mà vượt biên. Công nhận cái ông này chỉ. Đi mấy ngày. Đi với ai? Mình. Mình thôi hả? Ông rồi. Sao này? Gan ông nhà thiền, ông ở bên lương thật không cần nước uống luôn. Ngồi thiền như thế? Ngồi thiền. Cái bồn nó cứ bay về hướng Philippines. Không, theo gió rồi. Trời ơi, đã. Đi mấy ngày, mấy ngày? Mười mấy ngày. 12 ngày, 12 đêm. Không gặp tàu nào dớt. Đi gió lớn rồi mình cứ đi thôi chứ không cần người gặp. Nhưng mà sống kiểu này giá sống thì nó nhờ mấy cái phao chung quanh của cái thùng. Ồ, vậy tức là có phao. Dạ, nó cứ ngàn đô là nó cứ nổi thôi chứ không. Hay quá. Dạ, tại vì năm đó là có học về. Lúc đó, lúc đó mấy tuổi? 28 tuổi. Ồ, 28 tuổi lớn rồi. Thì nghiên cứu được cái gió đó cho nên đi. Tại gió là học ở trong cái cộng minh. Hay á. Dạ. À, đúng rồi, gió kiểu mà đánh Tào Tháo á, chặn lửa xích bích á, phải không? Nó nghiên cứu được cái đó rồi, cứu về luôn, cho nên nó bắt được cái gió đó, bắt được cái gió mùa của cái năm đó thôi. Chỉ có một năm đó là nó có cái luồng gió mùa đó, cho nên theo gió mà đi. Okay, cảm ơn cậu. Có duyên gặp nữa. Về giúp nước Việt nghe. Sau này là nước Việt là do tất cả họ thiên. Mình chơi nói hỏi mình đó để mà lập lại một cái đời mới, một cái xã hội mới là nhờ họ thiên. Cho nên bây giờ mình có mấy chục triệu họ thiên rồi, có 4,5 triệu đảng viên mà đâu nhầm gì. Bây giờ có mấy chục triệu mình thay 4,5 triệu vậy ạ. À? Thay chức của võ ông thưởng dùm nè. À, họ thiên á không có hố lộ đại, biết sợ ông trời làm gì dám hố lộ. Tôi mê chú Kiệt này 6-0 nè. Đó, hiện bây giờ là 6-0 hả? Đó là đâu? Ở dưới xanh này là ở khu vực đường vô. Đường vô nè. Dạ. Mấy kinh thiên tâm ra đọc nha. Tại vì khi mình mỗi sáng mình thức dậy á, người của mình bồn chồn bực bội hay là mình giải đãi không biết làm gì đó, cái ngồi thiền với đọc kinh thiên tâm á, mình phấn chấn lại. Trần Phước Y Tịnh, Phước Tịnh á. Phước Tịnh. Phước Tịnh, thiên yên thiên Phước Tịnh đi. Lại lấy 3 chữ được rồi. Thiên Phước Tịnh. Cảm ơn. Khi mà con đốt nghe á, con dùng cái tên đó nha. Thiên Phước Tịnh. Để trên. Rồi. Ở đâu tới? Dạ ở Oanh. Rồi để thử này. Nhỏ này quậy phá hả? Cái này bạn gái, cái này con đó. Thằng nào quậy phá? Nó lớn lên thì nó quậy phá. Tại vì cha mẹ quậy phá hồi xưa không có đi tu trước, không biết Phật trời trước thì con nó bắt trước. Cho nên nghiệp đúng không? Ở trên mắt nó biết quậy. Cho nên mình mà muốn con mình biết tu là cha mẹ mình phải đi trước. Đây con đi theo như đường mòn vậy. Con thấy con nai, con gà, con vịt, con bò nó cũng đi theo đường mòn của cha mẹ đó thôi. Thì bây giờ gán đọc kinh cho nó nghe. Bắt đầu. Đúng rồi, bữa thấy á. Con về giúp sư phụ nghe con. Đi sư phụ về Việt Nam con giúp sư phụ nha. Nó ăn mày. Cái ngày qua con làm nó giống cái này hả? Dạ. Đâu có, cái này có 10 cây ra. Con này như 4 năm vậy đó. Sư phụ cho con chụp cái đó với sư phụ. Dạ mến nè. Dạ. Tại hôm bữa con lấy trên cái clip. Này con mua được cái nhà. Thằng này cục này sẽ truyền thừa lại cho Di Lạc đời thứ 3. Tức là 2 cái thành ra 1. Tại cái cục bự chừng nào á, tâm bồ đề kiên cố bự chừng đó. Cho nên gán kiếm cục chừng 20 carat. Cho nên đại gia nào á, mà giàu á, 20 carat giỏi lắm, chừng 700.000 đô à. Mà loại thượng nha, mà loại thiệt á, cầu mấy triệu á. Chừng 10 carat là cũng 500-600 rồi, 500.000 đô.
những cái gì mà trên màn hình thấy từ đồng hồ cho tới mấy cái đồ ngoài thân này đâu có quan trọng gì đâu. Nó lưu niệm lại cho thế gian mới quan trọng. Cho nên là Di Lạc đời thứ ba sẽ đeo cộng này. Cái cộng này á là cái thần thông nó bằng với giống như cái kim bài á. Tại vì ngày nào cái tay phụ cũng niệm Phật, trì chú vô đây là nó hút cái điện lực vô đây nhiều nhất. Cho nên cái này á mà ai mà bệnh á để vô cũng hết. Mình phải tu mình mới giải được cái nghiệp chúc cho gia đình mình, chứ còn mình không biết gì hết là con cái nó cứ lãnh nghiệp chứ nó cứ bị, nên mình phải làm gương trước á. Em bữa nay trời Bắc Cali nó hơi gió với mưa lạnh, ai sát rồi thấy mưa cho nên mặc áo mưa. Cái mặt thêm cái quần jean, cái trọng này nó nước nó đựng thấm. Ok rồi, sao phải đi về để lo công chuyện á. Xin tạm biệt nha.